con đang đi có chút việc ạ. Sao lâu thế? Con đang đi với thằng Phan đúng không? Bật camera bố xem nào. Bố ơi, như thế này là bố không tôn trọng con đâu đấy ạ. Chỗ này chung cư à? Chung cư ở đâu thế? Này, bố nói con biết nhé, bố quan tâm lo cho con cho nên bố mới hỏi nhé. Bố ơi. Linh ơi, Linh đưa bác cái điện thoại cái. Dạ, đây ạ. Cái gì có tiếng lo không? Linh, con vẫn đi với thằng Phan đúng không? Sao con cứ dây dưa với cái nhà thằng cha đều giải hả? Bố ơi, con gọi lại sau nhé. Nhà bác cũng không hề hoan nghênh sự có mặt của cháu nhá. Vâng, hai đứa nó cùng tuổi mà sao lần này bỗng dưng cứ như là có người âm cản trở ấy. Dạ, mong thầy xem giúp, xem có cái vấn đề gì không ạ. Hiện tại gia đạo nhà bác đang bị sa sút, huynh đệ phụ tử lục đục, ốm đau tật bệnh thì triền miên. Có phải thỉnh thoảng bác bị đau đầu, chóng mặt, tim đập không ổn định, có đúng không? Vâng, 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 đúng như vậy đấy ạ. Dạ, chăm sự nhờ thầy giải giúp ạ. Hiện tại gia đình nhà bác đang có một phụ nữ vía rất mạnh chiếm giữ. Phụ nữ? Thì ngoài bố con thằng Phúc ra, thì có mình tôi là phụ nữ thôi. Ê, chả lẽ... Cái người phụ nữ này có thể không phải là người của nhà bác, nhưng cũng có thể coi là người của nhà bác. Nó lại phức tạp như vậy đấy. Người này không gây nguy hiểm gì cho bác, nhưng cũng không hợp với bác. Ôi giời, đúng, đúng quá, đúng lắm luôn đấy ạ. Vâng. Cái việc này thì tôi có thể giúp bác được, nhưng có lẽ rằng sẽ hơi mất thời gian một chút bác ạ. Hai đứa nó chia tay nhau rồi hay sao ấy? Em thấy nó gỡ hết ảnh, hủy kết bạn. Con Linh ấy, nó còn để chế độ độc thân cơ. Được, anh xem nào, anh xem nào. Đây này, để em mở cho. Đấy. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mẹ thôi. Thế là từ nay trở đi, anh không phải nhìn thấy cái mặt thiệt của lão Phúc nữa. Ôi giời. Vui hết đất, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Cái gì? Có muốn tan thành mây không? Một lần đấy còn chưa thỏa à?